Vâng, em xin được mến chào toàn thể các bác. Và hôm nay thì bên em xin ra mắt với các bác một dòng sản phẩm mới nhất chính hãng của dòng AV Pearlo, dòng vang cao cấp, hệ vang số nhưng mà gọi là siêu dễ chỉnh nhá các bác nhá. Đó, một dòng vang số cao cấp được bảo hành lên tới 2 năm. Đó, và chất lượng thì em sẽ mời các bác cùng đi cảm nhận trước khi em đi giới thiệu chi tiết qua một cái dòng sản phẩm vang chính hãng của AV Pro, model là V880 các bác nhé. Mời các bác cùng thưởng thức nhé. Cực kỳ tốt các bác, em hát đây. Các bác nhìn đôi loa AV Pro đang bên cạnh cách tầm khoảng 1m3 gì đó thôi, nhưng mà mic lên nó quá là hay, trông cực kỳ tốt. Dòng vang số cao cấp các bác nhé. 6, 7, 8, 9, 10. Những đồi hoa sim ôi, những đồi hoa sim. Như các bác đang được nghe thì hiện tại em đang kết hợp với Reverb các bác nhé. Đó, kết hợp với Reverb. Vâng, thưa với các bác, đây là dòng vang hệ số được hãng bảo hành lên tới 2 năm các bác nhé, 2 năm. Model là V880. Hệ số có tích hợp Bluetooth này. Đó, cổng quang này, AUX này, BGM này và 4 kênh để các bác lựa chọn để sử dụng. Đó. Và các cái cổng ăn chơi thì các bác có thể sử dụng được là 2 con đẩy liên tiếp các bác nhé. Có nghĩa là ra đến 4 cổng ra và thêm một cổng center và một cổng sub. Đó. Bây giờ em sẽ đi chi tiết qua một chút về cái cách sử dụng của nó nhé các bác nhé. Thì ở đây thì các bác sẽ nhìn thấy là một chiếc app này, là một chiếc app nhạc này, một chiếc app mic này và một chiếc app về echo. Thì các bác lưu ý là những cái chiếc app này đều được bọc một cái lớp cao su rất là mềm. Đó. Rất là mềm các bác nhé. Đó. Phải nói là hãng lần này làm rất là chất lượng. Mặt là mặt thì phay các bác nhé. Mặt trước này thì kính nhá, kính màu đen. Đó. Đây là 4 cái nút để các bác có thể lên xuống. Và ở đây có cái thông tin như là effect đang ở 33 này, mic 37 này và music của nó là 07 các bác nhé. Và hiển thị các cái cổng kết nối. Ở đây ví dụ như là các bác sử dụng một cái chế độ đó là nhạc điện thì các bác cần phải ấn vào nhạc. Và các bác sẽ nhìn thấy ở đây sẽ có tất cả các cái thông số. Đó, 3 giải đầu sẽ là giải bát và 2 giải còn lại là giải lời. Và 2 giải tiếp theo cuối cùng đó là giải chép các bác nhé. Các bác chỉ việc lên xuống cái chiếc app effect thì thôi.
Đó, chưa chiếc vang số nào mà em thấy nó chỉnh đơn giản như thế này. Đó, các bác nào mới chơi các bác cũng có thể sử dụng được. Đó, các bác gãi cũng có thể sử dụng được những chiếc vang này. Ví dụ như là đây là nói là mic nhá, về phần nhạc đây là bây giờ phần mic này. Đó, các bác ấn vào đây một cái thì sẽ hiện lên một cái dải ở đây. Đó, từ 57k cho đến 400kHz đây là giải bass rồi. Đó, còn phần còn lại là giải lời các bác nhé. Và cuối cùng là giải chép, các bác chỉ việc tăng cái volume thôi. Muốn chuyển sang cung mục khác thì các bác ấn sang. Đó, rất là nhanh các bác nhé, rất là đơn giản. Và đây là một input để các bác có thể chọn được các cái cổng ăn chơi ở đây. Đó, Bluetooth, USB, cổng quang. Đó là về cái phần chỉnh của nó nhé, gọi là siêu dễ chỉnh, siêu chất lượng. Bây giờ em sẽ quay cái mặt đằng sau các bác nhé, để các bác cùng nhìn cái cổng ăn chơi của nó rất là nhiều, bảo hành lên tới 2 năm. Đó, đây là mặt sau các bác nhé. Mặt sau thì sẽ có cổng SLSG này, các bác đánh một cục đẩy này, các bác sử dụng một cục đẩy đánh súp này, các center này, hoặc là thêm một cục đẩy nữa này. Và ở đây sẽ là hai cổng mic sau. Các bác cũng có thể sử dụng những chiếc âm ly để sử dụng cổng AV. Và ở đây thì sẽ là về phần chỉnh về nhạc các bác nhé, input vào nhạc, cổng quang. Đó, còn khi mà Bluetooth thì các bác có thể bật chế độ Bluetooth. Về lọc nhạc cũng rất là hay các bác nhé, tiếng rất là đầm, chép lên rất là hay. Dòng vang cao cấp của AV Pro V880. Đó, các bác nào mà có nhu cầu hoặc là thắc mắc về những vấn đề gì về những dòng vang này, hoặc là các cái sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp. Video sau thì em sẽ chi tiết hơn và cái cách sử dụng đơn giản và siêu đơn giản để cho các bác cùng chơi nhé. Ok, em cũng xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.